Dạ rồi, xin chào tất cả các anh đã trở lại với kênh của em. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các anh bằng cách là chốt mã sản phẩm mình yêu thích, like và đăng ký kênh giúp em. Quy cách mua hàng bên em là các anh chuyển khoản thì em sẽ bao ship, còn ship code thì phí vận chuyển các anh thanh toán cho vận chuyển giúp em. Thời gian các anh nhận được hàng trung bình là 5 tới 7 ngày. Thì hôm nay em sẽ lên tổng cộng là 24 mã sản phẩm. Em xin phép lên mã đầu tiên ngày hôm nay ạ. Và mã đầu tiên ngày hôm nay đó chính là một con kéo cắt thực phẩm ha. Dòng này là kéo cắt thực phẩm đến từ nhà Kai giúp em. Đây là một cái thương hiệu hết sức là nổi tiếng rồi ha các anh. Con này là standard hàng của Nhật Bản nè, các anh thấy không? Thép không rỉ, và con này thuộc cái dòng cái size của nó sẽ lớn nên khi mà các anh cắt nó sẽ có cái lực. Và đặc biệt là đối với cái phần lưỡi con này thì nó sẽ có một cái đầu gọi là răng cưa, một cái đầu cắt. Thì với cái cơ chế lưỡi như thế này nên khi mà các anh cắt á, nó không có, gọi là khi mình cắt nó có cái độ ghim lại ha, nó không có bị giăng. Đặc biệt các anh cắt gà vịt thì cực kỳ ok luôn ha. Đó, và những cái con này thì đều là hàng chưa qua sử dụng nha các anh. Đó, tổng chiều dài mã này là 23 cm với phần lưỡi tầm 10 cm giúp em ha. Con này mã số 1 nha các anh, giá của nó là 250.000 ạ. Mã số 1 250.000. Mã số 2 chính là một bộ dùng bộ này thì là giống như là bộ một cái bộ vệ sinh để mình có thể làm cá nhân được ha. Đó, thì bộ này các anh thấy ở đây nó sẽ là một cái con này nó giống như là một cái kìm để các anh có thể là mình cắt móng tay móng chân ha. Ở đây là một cái nhíp nè, đó dùng để mình nhổ lông nhổ râu ha. Con này thì nó sẽ là những cái kéo để mình có thể cắt tỉa này, con này dùng để cắt lông mũi này. Đây, con này kéo nó cắt. Bộ này là hàng còn mới nguyên nha các anh, rất là đẹp nha. Đó, đây là mấy cái đồ để mình có thể lấy khóe các kiểu này. Bộ này thì còn rất là mới và đẹp, và hàng của nó là thép không rỉ giúp em nha. Full bộ của nó thì sẽ là như thế này nha các anh. Đó, nhíp rồi là đầy đủ hết. Con bộ này mã số 2 giúp em, giá của nó là 350.000 nha các anh. Mã 2 350.000 ạ. Và mã số 3 đó chính là một con mỏ lết. Con này là mỏ lết thép ha. Như các anh thấy là về phần ngoại hình rất là đẹp. Con này là đến từ nhà của Hit giúp em nha các anh. Đây, con này là còn zin ngon hết nha. Và như các anh thấy là đối với các cái size như thế này này, khi mà các anh làm thì nó sẽ có cái mình để cái tay vô nó sẽ có cái lực. Đó, nó thiết kế cái phần thân sao nó cho nó gọi là nó phù hợp, nó công thấy học vào cái tay của mình ha. Con này thì mỏ lết thép thì nó có thể là dùng để các anh mở những cái đường ống bằng thép các kiểu đều được, hoặc là mở măng sông thì rất là ok ha. Đây, các anh thấy là con này mỏ lết nước nè. Đó, đây nghe mà đẹp giúp em nha. Con này tổng chiều dài của nó sẽ là 27 cm giúp em, 27 cm. Với cái phần lưỡi của nó ở đây, nghềm của nó đây. Đó, nghềm các anh thấy không, là từ 16 cho tới 73 mm, tương đương là 1,6 cho tới 7.3 cm lận ha các anh. Đó, ngon lành cành đào made in Japan ha. Đó, hàng đẹp nha các anh. Con này mã số 3 giúp em ạ. Con này giá của nó là 550.000 nha các anh. Mã số 3 550.000. Dạ, mã số 4 là một con kìm dùng để mình cắt chân linh kiện ha. Con này thì hàng của nhà Kindibet giúp em, Germany, hàng của Đức ha. Đó, con này thì cái phần chân đồ của nó là cái phần lưỡi cắt là vẫn còn đẹp nha các anh. Đây, các anh có thể thấy là phần lưỡi cắt còn rất là ok. Tổng chiều dài của con này sẽ là 12,5 cm nha các anh. Đó, con này cắt linh kiện, cắt chân các kiểu rất ok nè, hàng đẹp. Con này mã số 4 giúp em nha các anh. Đó, giá của nó là 150.000 giúp em nha các anh. Mã số 4 150.000 ạ. Dạ, mã số 5, đây là một cái cây nó dạng vít, vít gọi là dùng để mình có thể mình khoan nhẹ được ha các anh. Con này là hàng của Nippon, một thương hiệu đến từ Nhật Bản giúp em ha. Thì như các anh thấy ở đây nó sẽ có các cái mũi này, 5, 4, 3, 2, 1 này. Đây nó sẽ có các cái mũi gọi là giống như cái mũi khoan ha. Thì khi mà các anh sử dụng nè, mình nhấc xuống nè, các anh mở ra giúp em. Đấy, thì nó sẽ lên, đây các anh thấy các cái mũi của nó nè.
Đây các anh thấy không, các cái mũi của nó là vẫn còn đẹp giúp em nha. Đó, thì khi mà các anh lấy cái mũi này ra thì ở đây mình sẽ gắn lên trên đây. Đó, nó sẽ giống như là các cái mũi mũi dùng để mình khoan ha các anh. Đó, cái cây này là cái nhiệm vụ của nó là như vậy ha. Đó, đây là mình chỉ cần mở ra này, mình sẽ gắn vào rồi ha. Con này thì hoạt động còn ngon ngon lành cành đào. Đó, hàng xịn giúp em, tổng chiều dài là 24 cm nha các anh. Mã số 5 giúp em ạ. À, con này giá của nó là 200.000 nha các anh. Mã số 5 200.000 ạ. Dạ, mã số 6 ha các anh. Mã số 6 là một cái con vít. Con này thuộc dạng là nó thuộc dạng vít gấp ha. Đây là cái size của đây là cái dáng của nó như vậy nha các anh. Đó, cái dáng của nó như vậy ha. Thì để nó sẽ làm việc ở trong các cái ngóc ngách được, và cái đầu này nó sẽ là một cái đầu lắt léo nè. Đó, nên là các anh không có lo cái vấn đề là khi mình đưa vào thì mình khó làm đâu. Tại vì khi anh đưa vào trong những cái ngóc thì thậm chí là mình có thể bẻ nè. Đấy, các anh thấy không? Nó có thể làm được các cái góc độ được ha. Và đối với con này thì nó thuộc dạng là xoay được nè. Đó, các anh thấy không? Xoay trái, xoay phải và đứng yên đều được ha. Hàng này là đến từ nhà Sơn Flat giúp em, hàng của Nhật nha các anh. Đó, Japan. Và cái mũi này thì nó sẽ xài cái mũi là 6 ly 3. Ở trên đầu thì nó cũng đã có một mũi cho các anh rồi đó. Đó, và ở đây thì nó sẽ còn kèm thêm 3 mũi nữa, là tổng cái bộ này sẽ có tới tận 4 mũi cho các anh để mình có thể làm việc ha. Dạ rồi, con này mã số 6 giúp em với tổng chiều dài tính cả mũi là 34 mà chưa tính mũi thì tầm 32,5 cm. Con này mã số 6 giá của nó là 280.000 nha các anh. Mã 6 280.000 giúp em ạ. Và mã số 7 là một con cần đến từ nhà Elora, dòng này hàng của Đức giúp em ha các anh. Germany, một cái thương hiệu đến từ Đức, với các cái chất thép của nó thì rất là bền bỉ nha các anh. Đó, thì như các anh thấy là đối với cái dòng này ở ngoài thì nó sẽ được phủ một cái lớp chrome, nó giúp cho cái con này hạn chế bị rỉ sét, chống oxy hóa ha. Và con này thì nó đầu của nó sẽ là đầu 1/2 và nó có thể sử dụng lắt léo được 180 độ như thế này nha các anh. Nên là khi mình làm việc thì gọi là nó có thể làm ở các cái góc độ mình làm rất là ok, ốc yết rất là đẹp hết nha. Tổng chiều dài của nó sẽ là 27,5 cm giúp em. Con này mã số 7 này, chất thép ngon ha các anh, chất thép tốt. Mã số 7 giá của nó là 380.000 giúp em nha các anh. Mã số 7 con cần của Đức 380.000 ạ. Và mã số 8 là một con rìu, một cái đầu búa rìu rất là đẹp ha. Con này là hàng của Nhật giúp em, và cái đầu con này thuộc dạng hàng thủ công size lớn nha các anh. Đây các anh có thể thấy nè. Con này thì là bao chặt bao trễ cho các anh luôn rồi, nên là các anh không có cần phải lăn tăn ha. Con này thì chặt các cái cây lớn đều được. Các cái phần cán đồ là còn đẹp hết này, cán là còn rất là ok nha. Đầu búa này, và con này thuộc cái đầu size lớn. Anh nào mình thích các cái phần cán, con này là cán 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 gốc của nó, còn anh nào mà mình thích các cái loại cán dài hơn thì mình đều có thể mình thay đổi được, tại vì cái đầu rìu con này rất là lớn ha, size to nha các anh. Đây các anh thấy các cái mọc chữ là đầy đủ. Con này tổng chiều dài cái đầu này của nó sẽ là 18,5 cm đó, các anh thấy không, con rìu lên tới 18,5 cm, còn cái đầu lưỡi ở đây của nó sẽ là 15 cm lận nha các anh. Đây cái đầu búa cũng rất là gọi là ngon lành, và con này thì bao khỏe cho các anh rồi ha. Dạ rồi, con này rìu đây, rìu lưỡi đẹp bén ngon, mã số 8 nha các anh. Con này hàng của Nhật giúp em này, mã số 8 giúp em ạ. Và mã số 9 là một con lạ ống đồng ha. Dòng này là của nhà Rigvit, hàng của Mỹ nha các anh. Thương hiệu này thì quá nổi tiếng rồi ha các anh. Đây US, hàng của Mỹ giúp em nè. Đó, các anh thấy không? Về phần ngoại hình là các cái đường ren các kiểu đều còn rất là ok, tâm lã đẹp nha các anh. Con này tâm lã rất đẹp ha. Đó, ngon lành. Đây. Thông số của mã này, đây các anh nhìn các cái bờ của nó là các anh thấy là có đáng tiền không liền hả các anh. Đấy, các anh thấy không, rất là ok ha. Con này thì nó chỉ bị ngay cái khúc ở đây, nó hơi cấn nhẹ một xíu ở đây thôi, chứ còn thực ra là nó cũng không có bị ảnh hưởng gì đâu các anh. Đây nó cái khúc này nó hơi cấn chút xíu rồi, còn tất cả đều đẹp hết. Đấy, cái này cũng không có quan trọng nữa. Đó, đây. Đó, các anh thấy là các cái đầu của nó này,
Thông số của con này là 1 phần 8, 3 phần 16, 1 phần 4, 5 phần 16, 3 phần 8, 1 phần 2, 5 phần 8. Và cuối cùng ở đây của nó sẽ là 3 phần 4. Các cái đường ren này, các anh thấy không? Các cái ren, các bên đều là còn ngon hết ha. Dạ rồi, con này là ống đồng rít kít hàng của Mỹ giúp em nha. Con này mã số 9, giá của nó là 950.000 nha các anh, mã số 9 950.000 giúp em ạ. Dạ, mã số 10 là một con kìm cách cộng lực. Con này là dạng cách cáp cộng lực đến từ nhà MCC Nhật Bản. Tổng chiều dài của mã này sẽ là 20,5 cm giúp em ha. Con này nó sẽ dài tổng là 20,5 cm. Thì như các anh thấy là các cái phần lưỡi cắt là đều vẫn còn rất là ok nè. Đây, này, nó cũng sẽ có một số chỗ nó sẽ hơi cấn nhẹ đây thôi, nhưng mà nó cũng không có bị ảnh hưởng đấy, các anh thấy không? Đó, cơ bản là con này khi mà canh cắt rồi mình làm việc là còn tốt nha. Đó, kìm cắt cộng lực mã số 10 giúp em. Tổng chiều dài của nó là 20,5 ha, mã 10. Giá của nó là 250.000 nha các anh, mã số 10 250.000 ạ. Và mã số 11 giới thiệu với các anh một dòng cưa đến từ Mỹ ha. Con này full thép chất lượng thì phải nói là cực kỳ là xuất sắc cho con này nha. Dòng này đến từ nhà Freeport, hàng của USA, hàng của Mỹ nha các anh. Thì như các anh thấy là ngay cả những cái phần tay cầm các kiểu của nó này, các cái phần chất của nó là cực kỳ là dày dặn luôn để mình có thể làm việc và sử dụng ha. Và đặc biệt con này á, nó có thể thay đổi được các cái phần kích thước. Bình thường các cái con khác thì các phần lưỡi cưa này thì mình chỉ có thay đổi cơ bản thôi, có nghĩa là các anh chỉ có thể là nhích lên nhích xuống trong cái phạm vi của cái đầu cưa này thôi ha. Nhưng tuy nhiên con này thì nó khác nha các anh thấy nó sẽ có ở đây là nó sẽ có ba nấc nè, một này, hai này, ba này. Thì với ba cái nấc này các anh có thể là bung nó dài lên nữa ha. Thì với cái sự bung nó dài lên nữa thì khi mà canh cưa mình canh cái cưa lưỡi lớn hơn thì nó cưa rất là hiệu quả ha. Đây là đang nấc vừa nè, và đây là cái nấc này nấc ngắn nhất nè. Đó, thì cứ mỗi nấc như vậy thì nó sẽ cách nhau tầm là 5 cm giúp em ha. Đó, thì đang ở cái nấc vừa này thì tổng chiều dài của nó sẽ là 44 cm. Nếu mà các anh bung hết ra thì nếu mà bung hết ở cái nấc này ra thì nó sẽ dài tầm khoảng là gần 50 cm luôn đó các anh. Đó. Nên là cái phần lưỡi này thì em tặng các anh một lưỡi nha. Em sẽ tặng các anh một lưỡi này nha. Đó. Con cưa này hàng của Mỹ này, các anh thấy coi những cái phần tay cầm của nó này, các anh thấy không? Đó. Chất thép các kiểu đều rất là ok nha. Đó, tặng các anh một cái lưỡi na chi luôn ha. Đó, con này mã số 11 giúp em, một con cưa hàng của Mỹ, mã 11 ạ. Mã này giá của nó là 630.000 nha các anh. Con này mã số 11 630.000 giúp em. Và mã số 12 chính là một con kéo cắt cành. Dòng này là kéo cắt cành hàng của Nhật, full tem mạc, full mộc. Đây các anh có thể thấy à, mộc này mộc đồng, chốt đồng đàng hoàng rất là đẹp, full lò xo để các anh có thể làm việc và sử dụng. Đây các anh thấy phần lưỡi cắt là còn đẹp nha, lưỡi cắt là vẫn còn ok. Ê, cái phần mũi ở đây thì mũi ở đây thì anh nào mình thích thì mình có thể chút nhọn lên, còn con này thì đây cái mũi vậy là ok rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì có những anh thích mình xịt thích nhọn hút lên, nhưng mà nó cũng không có gọi là không có cần thiết đâu các anh. Mình để mình bấm nó là ok, tại vì cái phần lưỡi này nó sát nút luôn rồi đó, nên là cắt nó vẫn rất là ăn nha các anh. Đó, lưỡi đẹp nha, lưỡi con này là lưỡi đẹp nha, các anh có thể thấy nè. Đó, mã này mã số 12 nha, kéo cắt cành con này là cắt tốt. Tổng chiều dài là 17,5 cm, mã số 12, giá là 480.000 nha các anh, 12 480.000. Và mã số 13 nha các anh, mã số 13 là một con tay lắc hàng còn rất là mới và đẹp. Con này là đến từ nhà Proto ha các anh, một cái dòng tay lắc đến từ nhà Proto của Mỹ. Đây các anh có thể thấy nè, Proto Professional hàng của Mỹ, dòng chuyên nghiệp tay lắc chuyên nghiệp. Đầu của nó sẽ là đầu 1/2. Để các anh coi cái độ mới của nó thì các anh thấy là nó đẹp, nó gọi là nó đẹp bóng gương luôn nha các anh. Con này là đẹp bóng gương luôn, rất là xuất sắc ha. Các cái phần tay cầm này các anh thấy không? Đó.
Cảm thấy không? Các cái phần tay cầm khi mà các anh cầm thì gọi là nó không có bị trơn trượt ha. Ở đầu một phần hai đây, cái nghe tiếng rất là đăng. Nói chung là hàng con này là không ngon thì trả lại cho em luôn. Đó, mã số 13 giúp em. Tổng chiều dài của mã này sẽ là 250 mm, đó thì tương đương khoảng tầm 25 cm ha. Con này mã số 13, giá của nó là 650.000 giúp em nha các anh. Mã số 13 650.000 ạ. Và mã số 14 là một con kìm tút cáp mạng ha. Con này là chuyên tút cáp, dạng cáp mạng, cáp quang đó. Đó, anh nào mà chuyên làm về các cái dòng dây đó thì cực kỳ là thích cái dòng này luôn. Nó đến từ nhà Ship Master. Con này là hàng của Mỹ nha các anh, Made in USA ha. Con này là hàng của Mỹ nha các anh, nó hoàn toàn khác biệt. Bởi vì những cái dòng gọi là professional mà chuyên dùng cho các cái dây cáp mạng thì cái phần lưỡi là cực kỳ là xuất sắc nha. Đây các anh thấy nè, lưỡi của nó chuẩn từng nét, không có bị mòn, không có bị hở, cũng như là không có bị dăm giết cái gì hết, rất là khít và đẹp. Và ở đây thì nó đều sẽ có các cái thông số gọi là thông số mm và cả thông số AWG luôn đó. Mm là 1.5, 1.3, 1, 0.82, 0.66, 0.54, tương đương với AWG là 16, 18, 20, 22, 24 và 26 ha. Đó, mấy cái dòng này thì cực kỳ xịn sò rồi nha các anh. Đó, không những là về lò xo, không những lưỡi mà còn cả về các cái phần thiết kế của nó luôn. Mã này 14, giá của nó là 450.000 giúp em nha các anh. Mã số 14 450.000 ạ. Và mã số 15 là một con dao Kai Damascus. Dòng này là một con rất là nổi tiếng nha các anh. Và các cái chức năng của nó cũng như là các cái phần thiết kế của con này là cực kỳ độc đáo ha. Nó cực kỳ xứng đáng để các anh có thể, thứ nhất là mình sưu tầm, thứ hai các anh có thể là mình mua sử dụng trong các cái phần chuyên nghiệp nhà hàng, đặc biệt là anh nào mình làm đầu bếp cái kiểu, thì con này là một cái dòng dao mà rất là đáng để được sở hữu ha. Hoặc là các anh có thể mua để mình tặng đó. Thì con này về ngoại hình của nó này các anh thấy không, là sẽ thứ nhất là sẽ full mộc ha. Con này là hàng chuẩn full mộc giúp em này. Đây các anh thấy rất là đẹp nha, hàng con này là chưa qua sử dụng này. Đây này, các anh thấy không đó. Và đối với cái con này để mà nói về nó đó thì như các anh thấy là nó, cái phần con này nó sẽ được chia thành 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 ba cái khúc của nó. Ở đây là cái phần lưng dao ở đây này, đây nó được làm bằng cái công nghệ dạng như là tsukim, thì cái công nghệ này nó sẽ kiểu như là giống như búa đóng vậy đó. Đây các anh thấy không này, đó đó nó rất là chuẩn nét này. Đó đây nó làm rất là hay nha. Đây là một trong những các cái công nghệ gọi là độc quyền này, đó, rất là kỹ thuật để có thể làm ra được cái này ha. Thì như cái này thì khi mà các anh cắt thái đó, nó sẽ hạn chế được cái việc dính vào trong cái con dao, giúp mình cắt nó nhanh hơn và nó giữ được các cái lượng nước ở trong các cái rau củ quả hoặc là thịt của mình. Thì con này nó sẽ sử dụng để các anh có thể là thái hạt lựu, cắt thái hạt lựu thái mỏng các kiểu đều được đây. Và con này thì tiếp theo cái tầng thứ hai của nó thì các anh thấy là con này nó sẽ được tạo thành bởi các cái lớp thép, được tạo thành cái lớp Damascus như thế này ha. Thì mỗi bên sẽ là 32 lớp thép nha các anh. Đấy các anh thấy không? Rất là chuẩn nha. Mỗi bên sẽ được 32 lớp thép. Và cái phần lõi thép của nó thì nó sẽ là lõi thép VG Max. Thì đây là một trong những cái gọi là thép độc quyền của nhà Kai, với cái độ cứng HRC tới 61. Đó, nó rất là bén nha các anh, bén, dễ mài, dễ xài. Và đặc biệt là đối với con dao này thì tại sao em nói là nó được rất là nhiều đầu bếp họ sử dụng, người ta gọi là con dao khúc đó các anh. Tại vì ở đây con này thì nó được sẽ được hợp tác với một đầu bếp là ông Meiser ha. Đó thì khi mà một cái vị đầu bếp nổi tiếng người ta sử dụng một con dao thì nó phải đạt được các cái chuẩn bén cắt tốt ha, nên là con này nó đòi hỏi khá là khắt khe về vấn đề kỹ thuật nha. Đây các anh hãy coi này, lưỡi liếc đẹp hết nha các anh. Đó, và phần gỗ của nó thì sẽ là cái gỗ bắc ca. Gỗ con này càng xài càng bóng nha, gỗ bắc ca này. Đó, càng xài càng bóng, anh thấy không? Rất là đẹp nha. Chiều dài của mã này sẽ là 34,5 cm, với phần lưỡi của nó sẽ là lưỡi con này tầm khoảng 21 cm ha, tầm khoảng 21 cm. Mã số 15 giúp em nha các em. Mã số 15 ha.
Dạ, mã số 16 ha. Mã số 16 là một con thước Eke ha các anh, con thước gấp. Dòng này thì hàng của nhà xin qua giúp em. Con này cũng là thép không rỉ nè. Mấy cái này nó bị dính thôi các anh, nên mình vệ sinh được không vấn đề gì ha. Stainless steel này, thép không rỉ, hàng của Nhật. Ở đây con này có các cái đế, thì con này nó sẽ đo được các cái gấp trong hai, trong ngoài 45 độ đầy đủ hết để mình có thể làm việc và sử dụng ha. Và các cái ở đây là các cái đầu khắc ở trên đây thì nó gọi là nó đã được khắc vào trong thân luôn rồi, nên không có lo bị bay hoặc là mất trong những cái con khác nha. Mã này mã số 16 giúp em, giá của nó là 120.000 nha các bạn, 16 120.000 ạ. Dạ, mã số 17. Mã 17 này là một con kìm cắt kẽm chuyên nghiệp. Dòng này là chuyên dùng để các cắt kẽm dùng trong bonsai ha. Thực tế á, thì khi mà các anh sử dụng các cái dòng kìm gọi là cái kìm cắt mà nó không phải là dòng chuyên dụng á, thì nó cũng được, nhưng mà khi mà các anh cắt đặc biệt là trong những cái góc hoặc là trong những cái phần mà uốn nó kỹ thuật hơn á, thì những cái con đó hầu như nó không có đạt được cái hiệu quả. Thứ nhất là nó không có đủ cái độ dài, và khi mà anh cắt này đấy, nhiều như các anh thấy con này không, nó sẽ thiết kế sao cho vừa cái lòng bàn tay của anh đó để mình cắt nó tốt. Cái thứ hai là các cái đầu của nó như thế này này, nó sẽ tù nhọn, nó sẽ tròn lên như vậy này đó, chứ nó không có phải dạng nhọn như những con kia, nên khi mà các anh có kê vào trong cái thân nó cũng không có bị hư hại cái phần thân của cái cây ha. Đây, hàng của Nhật này, lưỡi đẹp nha các gang, lưỡi đẹp không có bị gọi là dăm giết hở gì hết. Tổng chiều dài của mã này sẽ là 21 cm. Con này mã số 17 nha các gang, giá của nó là 350.000 giúp em ạ, 17 350.000. Dạ, mã số 18 là một con kìm nhọn. Dòng này còn rất là đẹp, của nhà KTC Nepros. Con này là dòng của KTC Nepros này, các anh thấy không ạ? Đó. Con này thì nó sẽ là cái phân khúc cao cấp nhất của nhà KTC, để nó có thể cạnh tranh với các cái thương hiệu khác, thì cái dòng Nepros này là cái dòng cao cấp nhất. Nên cái phần chất thép lẫn cả cái phần thiết kế của tay cầm các kiểu thì nó đều sẽ là vượt trội hết nha các bạn. Đằng sau bên trong của nó này, lưỡi này, các anh thấy không? Răng lợi đẹp này, trời ơi, con này là xuất sắc, con này không đẹp trả cho em nha. Đây, các anh thấy không ạ? Rất là đẹp nha, một con kìm nhỏ của KTC Nepros với tổng chiều dài của nó lên tới 21 cm nha các anh. Mã số 18, con này giá là 430.000 ạ, mã 18 430.000. Và mã số 19 là một con vít đóng của nhà vít sale ha. Thì dòng này là dòng Impact Driver. Chỉ dòng này là cái dòng gọi là cao cấp của thằng 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 nó biết sale luôn đó các bạn, tại vì ở ngoài thì nó sẽ được có một cái lớp bao như thế này ha. Cái đầu đóng này thì đương nhiên nó cũng sẽ xài rồi, nhưng mà như các anh thấy là nó cũng không có bị ảnh hưởng nhiều đâu các bạn, này không có vấn đề ha. Thì đây là cái đầu đóng, và khi các anh đóng vào đây thì nó sẽ có một cái đai an toàn ở đây để cho mình hạn chế có thể đóng vào tay được ha. Thì với cái lớp như thế này thì khi mà các anh đóng, thứ nhất là mình có lực hơn, mình cầm nó chắc hơn, nó không có bị trượt ha. Và đầu con này thì tặng các anh một cái mũi ha, mũi con này xài mũi 8 ly lục giác, rất là dễ xài, đóng trái phải đều được nha các anh. Mã này tổng chiều dài của nó 18 cm, cả mũi thì tầm 25 cm. Mã 19 giá là 700.000 giúp em nha các anh, mã 19 700.000 ạ. Dạ, 20 là một con khóa đuôi chuột, xin lỗi, con này con khóa đuôi gà. Con này là hàng của Touch giúp em ha. Chất thép nó sẽ là chất thép rèn, với các cái thông số là 11, 13, 14, 15, 16, 17 và 19, 22. Thì đây cũng là các cái số thông dụng để các anh có thể làm việc và sử dụng. Thì các anh coi các cái đầu của nó là đẹp này, không có bị sứt mẻ ha. Đây, các cái đầu đây cũng thế nha các anh. Đó, cũng còn rất là ok, không có bị sứt mẻ hoặc là bị mòn miết gì hết, rất là dễ dàng để mình có thể làm việc và sử dụng. Thì con này nó là một khóa nhưng nó có lên tới 8 số, nên là khi mà các anh sử dụng á thì nó sẽ không có gọi là nó không có, khi mình cầm nó không có bị cầm quá nhiều, nên cầm con này thôi nó cũng có thể xài được các cái con số thông dụng rồi ha. Tổng chiều dài của nó là tầm 25 cm giúp em, mã số 20. Con này giá là 300 380.000 nha các anh, mã 20 380.000 ạ. Dạ, mã 21 là một con kìm bóp cốt. Dòng này là kìm bóp cốt của Nhật giúp em, made in Japan, hàng của nhà DST. Thông số con này sẽ là 125, 2, 5.5 và 8. Thì các anh coi các cái phần tay cầm đầu cốt ở con rất là đẹp nha. Tổng chiều dài của nó sẽ là 27,5 cm. Con này bóp cốt tốt, và các anh coi các cái đầu cốt là còn đẹp, không bị sứt mẻ gì nha các anh, không có bị sứt mẻ gì ha, rất là ok. Dạ rồi, con này mã
số 21, giá của nó là 300.000 nha các anh, 21 300.000 ạ. Và mã số 22, bộ này là một cái hộp đựng khẩu của nhà Mitoloy ha. Thì đây là một cái thương hiệu của Nhật và các anh coi cái hộp này còn rất là đẹp nha. Hộp này là đẹp nguyên, không có bị sứt mẻ hoặc là không có bị móp miết gì hết. Và cái hộp này rất là phù hợp để các anh có thể là mình đựng các cái đây, mình đựng khẩu này hoặc là đựng cần ở trong cái cây này ha các anh. Đó thì bộ này thì các anh sẽ mình đựng vào những cái khẩu ở đây nè, nó có ví dụ như các anh đựng có thể đựng các cái khẩu từ 10 cho tới 26, đựng các cái phần tay lắc ha, cần khẩu thì các anh sẽ đựng vào đây ha. Đó thì nó sẽ gọn hơn, nó sẽ không có bị mất mát thất thoát được ha. Đây hộp này rất là đẹp nha. Đó. Rất là ok ha các anh. Bộ này là sách đi là ngon lành cành đào luôn. Đó. Mã 22 nhá. Con này thì chiều dài của nó sẽ là 30,5 cm. Con này cao của nó là tầm 4,5 và độ rộng của nó thì sẽ là 11,5 cm. Mã 22. Hộp giá là 250.000 nha các anh. 22 250.000. Và 23 là một con bơm, con đồng hồ bơm đồng hồ ha. Đó, con đồng hồ bơm hơi. Dòng này thì đến từ nhà Michelin, hàng của Italy giúp em ha. Đó, thì đây là một thương hiệu của Ý thì cũng rất là nổi tiếng rồi. Các cái thông số đo của nó sẽ từ 0 cho tới 1.200 kPa ha. Thì khi mà các anh sử dụng các cái dòng chuyên nghiệp này thì mình sẽ có thể canh được, mình đo được, nó hạn chế được cái việc là đôi khi có những cái khi mình làm việc mà mình bơm lố quá nó sẽ bị nổ ha, nó không mất an toàn hoặc là nó non quá thì cũng chạy không được. Đây thì các anh thấy coi các cái này dáng vẽ hoạt động cao su các kiểu là rất là ok, và đặc biệt cái phần dây của con này ha. Thì cái phần dây của con này thì ở bên ngoài đây nó thuộc cái dạng dây ba lớp luôn các anh, ở bên ngoài nó sẽ là cái dây này, bên trong sẽ một cao su nữa ha. Đó, dây con này thì nó khá là chắc chắn luôn, và những khi nó có cái lớp bên ngoài như vậy á thì nó hạn chế được cái việc là cao su nó bị gãy ha. Đó, đây nó có cái lớp bảo vệ bên ngoài đây. Con này mã số 23 giúp em nha các bạn, mã 23 ạ. Và mã số 24 là một con cách cáp, dòng này là cách cáp của nhà Đen Sen giúp em ha. Đó, con này cách cáp của nhà Đen Sen thì đối với dòng này thì nó sẽ cách phi đồng nhôm tối đa là phi 32 giúp em ha. Đây nó có cái lúc khi mà ta nói thì mình gạt này xuống nè, mở ra giúp em là được ha. Đây. Đó. Đó, cái tay khỏe khỏe mở ra đó thì nó có thể gỡ cái lưỡi ra được nè. Đó thì đây là cái phần lưỡi của nó ha. Lưỡi con này thì cơ bản là vẫn còn ok, không có vấn đề đâu các anh. Chỗ này thì nó hơi bị cắn chút xíu thôi nhưng mà nó cũng không có... Đây các anh thấy nè, nhìn full cái lưỡi con này thì khi mà các anh xài thì mình xài nó vẫn ổn nha các anh, chứ không có phải là ấy đâu. Đây nè, đó có nghĩa nó chưa có ăn hết cái phần lưỡi đâu, nó vẫn còn xài thì vẫn còn ngon nha các anh. Đó, các cái phần lò xo các kiểu đây đóng vô đó, cắt tốt nha, đó, cắt ok lắm các anh. Mã này tổng chiều dài của nó sẽ là 25,5 cm. Mã 24 con này giá là 550.000 nha các anh, 24 550.000. Dạ rồi, thì em đã lên tổng cộng là 24 mã sản phẩm, thì anh nào ưng mã nào thì chốt mã đó giúp em ha. Đó, thì các anh có thể là mình nhắn tin hoặc là mình gọi điện, và các anh chốt tên địa chỉ vào cái số điện thoại em đã ghi ở đầu trang nha các anh. Đó. Dạ rồi, em xin cảm ơn tất cả các anh và hẹn gặp lại các anh ở một clip sau ạ.